Invasion the Fall. Tôi có nhà Sài Gòn, bà này bà nói thôi, ông phải cho tôi về Sài Gòn cho con nó đi học ở mấy bà này được hai đứa. Hiện ngày nay con nó học cũng được. Một đứa đại học rồi. Trời, chúc mừng ông. Một đứa mới có học lớp 12. 12 thôi. Thôi được rồi, được rồi. Con ông là một đứa đó, học đại học. Vâng, ở mấy bạn này. Trời, là một đứa học 12 luôn. Vâng. Ủa giờ là... Vậy là ông có con trễ quá. Ủa, ông 96, con ông lớp 12 là... Năm nay 19 tuổi. Là... Con ông 19 tuổi hả? Tôi tới 12 đứa con cơ. Còn 2-3 dặm. Con lớn nhất của ông là bao nhiêu tuổi? 70 mấy tuổi. 7 mấy tuổi. Con lớn nhất của ông là 70 mấy tuổi. Con nhỏ nhất là hiện nay là 19 tuổi. Ừ, 19 tuổi. Ông thiệt là sư phụ. Cực khổ nuôi con, nuôi vợ nuôi con. Mà lại nói cuối cùng mang đứa vợ nhiều mà vợ chết mới lấy vợ khác. Không phải là chồng đôi vợ ba như mọi người. Ví dụ bà này không xấu số, chết rồi hay là sang ngang thì tôi lại kiếm người khác nuôi con. À, tức là tổng cộng ông có mấy bà? Hiện nay thì có 4 bà, nhưng mà rơi rớt còn không kể bao nhiêu. Rơi rớt là không kể bao nhiêu nha. Thôi bây giờ mình tập trung vô bà này đi. Quá thì tôi không biết, tôi nghèo chỗ đó. Mà tới ngày nay tôi vẫn còn nghèo đến tới giờ này, nghèo quá. Tại vì là vì ông nhiều bà, nhiều con, thành ra đúng là khó khăn về mặt kinh tế đâu mà. Nhiều bà, nhiều con, đúng rồi, rồi. Thì người ta làm, người ta ăn chứ tôi cũng chả thì nuôi. Mình trở lại cái câu chuyện rằng là ngày xưa ông và bà gặp nhau trong cái hoàn cảnh nào và yêu nhau như thế nào ạ? Dạ, con nói thì là nói vui mà nói đúng sự thật. Dạ. Là bà vô là năm 89, mà đến năm 93 bà có một lần chồng rồi, đi làm kinh tế là chẳng may bị mất. Thì một nách bà là nuôi 3 đứa con, với đứa cháu là 4. Không nhà, không cửa, không anh em, không nương tựa thì bà tự bơi trải kiếm. Chiều vô đi xin rửa chén, cho đến cái năm 95. Thì là vô tình là cũng thấy cái ông cảnh ông này thì cô thì cũng không biết. Nói thẳng là vậy, hay là cái duyên, cái nợ của mình nhiều đời, nhiều kiếp rồi, chờ gặp lại. Thì cô thấy ông là gánh 2 cái thùng cơm heo mà nặng ơi là nặng luôn. Mà cái xương á, còng xương sống, cống xương sườn. Để nhằm cái bãi cô làm đó mấy năm luôn á, hỏi thăm ông quê hương anh em vậy đó. Rồi ông có nói vậy nè, tôi đi trước năm 45, 47 gì đó, mà chờ không về quê hương đất tổ, không biết cha mẹ anh em thế nào, tôi không biết. Rồi lắm lúc cô cũng nói, thế là ông mất gốc. Ông mất gốc cho nên đời ông cứ khi nào cũng khổ. Thì chờ ông nghe tôi đi, ông sẽ về quê một lần, mà ông không có tiền tôi cho ông mượn. Rồi ông buồn, chờ tôi chả lẽ vậy mà tôi đi lấy tượng bà. Tôi không sao, tôi cho ông mượn chứ tôi có cho ông đâu mà lấy được tiền tôi. Từ đó ông về đến năm 99. Thì cái duyên á, về với cô giờ cô làm sao đây? Cái lương tâm cô không bỏ được. Cái cảnh này thiệt không có ai giống cô đâu. Cô quen ông đem về mẹ, anh em bạn bè ai cũng chê hết luôn. Ai muốn sao lấy chồng già vậy? Rồi ra ông chết hay đi khác rồi làm sao? Thế thôi, mẹ ơi, mẹ gả con rồi, con còn khó đã con rồi, thôi lần chồng cho con quyết định đi. Sướng thì con nhà khổ con chịu. Lúc mà bà lấy ông á là năm đó bà mà bao nhiêu tuổi? Năm đó mới qua 37 tuổi chứ. 37. Như vậy là hiện nay là bà mà có con riêng. Đúng rồi. Mấy người con? Bà có 3 người con riêng, 3 người, 3 con, đứa con, 3 gái. Người gái. Rồi 2 người con với ông. Dạ đúng rồi, là 5. Có 5. Rồi bà làm gì để mưu sinh lo cho 5 người con đó? Coi như hiện tại là 3 người con gái của cô giờ này có gia đình, có công ăn việc làm hết. Quá giỏi. Cũng có nhà, có cửa hết. Còn trước khi ông về, cô về, cô ở với ông thì là có 2 đứa. Thì giờ hiện tại cũng đang cái nhà của cô đang ở, là 2 đứa cũng đang ở trong nhà đó. Đến năm 2001 là bắt đầu có bầu cái thằng cu đó. Thì đi về giàu tiếng, về trên làm ăn mất 7 năm trời. Mà không có một đồng nào vô hết, chỉ có ra không. Điều gì để cô thương ông đến mức như thế? Cô thương ông là biết sao? Thứ nhất là cái duyên, hay là cái nợ của cô là nhiều nhất. Kiếp trước cô chưa trả được nợ cho ông.
thì giờ cô nghĩ là cô phải trả nợ cho hết. Thứ hai nữa, ông có tâm vợ với con với anh em bạn bè hàng xóm hết, coi như ông này là ông tuyệt trên tuyệt không. Từ nhỏ tới lớn không có gây lộn đánh lộn với ai cả, nói thì biết nghe, ai nói quá đừng bỏ thôi. Không, cô nhỏ ông 30 mấy tuổi, hai ba con giáp như thế, khó khăn như thế, rồi có mâu thuẫn giữa gia đình ông như thế, có bây giờ mình định chia tay với nhau không cô? Cái đó là cô không bao giờ có. Từ cái hồi mà cô đi làm ở trên Bình Dương với ông á, cũng vợ chồng có thích mít nhau như mắt là cô không. Cô nghĩ vậy thế này nè, là ông không có anh em, không có con cái thì thế, là cô không bao giờ. Cô vị trí biết là nguyện lòng là làm sao ở với ông cho trọn cuộc đời. Ông mù này con, trên Bình Dương có thấy gì đâu. Cô chở ông với chở thằng nhỏ đi bị xe đụng, thì cô bị cái chân, rồi cô đưa vô bệnh viện quận 12 đó. Để cô với cũng sẵn cô nói, ông ơi ông, chờ ông đi khám mắt đi. Nếu mà mổ mắt được thì tôi ráng tôi mổ mắt cho ông. Sáng thì tôi được nhờ, còn nếu có lỡ đuôi đó thì tôi làm cho ông đôi mắt suốt cuộc đời luôn. Không bao giờ tôi để cho ông đi, tôi khẳng định vậy mà. Mười mấy năm rồi, mắt mờ lại rồi. Ông còn nói sao đó, mới mổ được con thôi. Mai là ông mở mắt ra ông ơi, bà ơi mắt tôi sáng rồi. Đó rồi không có tiền nữa, lúc đó có 10 triệu không có tiền nữa, cô phụ chồng làm sao được ông. Con nói ông mượn tiền đi rồi ông mổ con mắt nữa đi, rồi tôi làm tôi ráng tôi trả nợ. Mượn người ta thì trả nợ trả công, đến khi cô cũng phải bán nhà cô mới trả được. Bán nhà luôn? Cũng phải bán nhà lại mổ mắt cho ông. Lại mổ mắt cho ông lần nữa đó. Rồi mắt ông sáng lên. Dạ. Yeah. Một người phụ nữ chịu đựng đó, hy sinh quá nhiều, biết chắc là khổ, biết chắc rằng mọi thứ nó không tốt thuận lợi với mình nhưng vẫn chấp nhận. Vẫn chấp nhận. Mở mắt rồi tôi mới ra Hà Nội, anh em tôi mừng lắm. Thế là cô nói vậy nè, thôi ông ơi ông, làm gì làm, cuộc sống không ai cho ai cái gì, chỉ bính bản thân mình cho mình thôi, thì mình ráng đi cố gắng đi. Cơ con biết không, cô lúc đó là chồng già lại còn mù, con còn nhỏ, này cơm không có, gạo không, cái gì cũng không. Mà đến giờ này cô vui rồi. Thứ nhất là cô có cái hạnh phúc là chồng, con được ăn được học đến nơi, chồng có chồng bên cạnh, đấy là cô là có hạnh phúc nhất. Nể phục cô thật á. Lương tâm của cô chỉ đánh một cái lương tâm thứ nhất, sống vì chồng vì con thế thôi, không có nghĩ mình. Có cái giai đoạn nào mà nó cùng cực đến mức mà cô muốn buông xuôi hết tất cả bỏ đi không cô? Không, hiện tại cô có nói có năm Tết, không biết năm Tết của năm 2002 sao, không có một hộp gạo, không có một hộp miếng thịt, không có con cá, không có một đồng tiền trong người luôn. Nói với ông nói sao? Ông ơi giờ Tết nay mình không có gì ông, trời sao ông? Ông nói thôi mà kệ nó đi bà, để tôi về dưới đây tôi đi mượn. Mai có bà hàng xóm bảo tôi tao cho mượn 10 ngàn, ông cho mượn 10 ngàn cho ông đi xe bích, ông xuống ông đi mua thiếu. Mua thiếu nói thiệt, mấy cái năm đó là cô ở trên Bình Dương, 5 giờ chiều là cô đi vô trong lô cao su đó, như người ta là đi ăn cắp mũ đó, nói thiệt là đi ăn cắp mũ. Đến 5 giờ sáng về được 5 đồng 3 đồng chạy xuống đi bán mua về cho chồng cho con ăn. Sao mà cô không có chuồn bước ạ? Cô không bao giờ nghĩ buồn bỏ ấm, không có. Thưa quý vị, ứng dụng Netlove sẽ được chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Hãy đón xem chương trình Tình Trăm Năm cũng như là những chương trình về tình yêu, về gia đình sẽ được phát sóng trên ứng dụng Netlove.